Chào các bạn, tôi là luật sư Thu Đoan, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn hai trường hợp, các bạn ạ, hai trường hợp mà văn phòng chọn thẩm quyền theo lãnh thổ. Thẩm quyền là gì bạn? Thẩm quyền là cái nơi. Thì thông thường một số cái bất động sản, không phải là tất tần tật các bạn ha, một số bất động sản thì chọn nơi thẩm quyền là bị đơn. Ví dụ trong một cái vụ kiện thừa kế, ông A có 5 loại tài sản, 5 loại này ở tại huyện Củ Chi, thì ông A sẽ chọn thẩm quyền khởi kiện ở tòa án huyện Củ Chi. Nói như vậy để quý vị và các bạn biết được rằng trong trường hợp bất động sản tranh chấp liên quan đến việc thừa kế thì chúng ta sẽ được chọn thẩm quyền là tại tòa án nơi có bất động sản. Trường hợp thứ hai tôi giới thiệu với quý vị và các bạn, đó là trong những trường hợp tranh chấp những cái hợp đồng tín dụng. Ông X, ông đi vay tiền để mà kinh doanh, ký kết một cái hợp đồng tín dụng, có một cái chi nhánh, có một cái trụ sở tại huyện Củ Chi. Tuy nhiên rằng là khi mà ông không có được trả nợ thì cái hội sở, cái chi nhánh của huyện Củ Chi không thể nào kiện ông được, mà cái hội sở ở ngoài Hà Nội á phải làm cái đơn khởi kiện ông tại tòa án nhân dân huyện Củ Chi. Qua hai cái ví dụ này chúng ta biết được vấn đề gì? Thẩm quyền theo lãnh thổ là thẩm quyền nơi cư trú của bị đơn. Một cái ví dụ thứ ba tôi đưa cho quý vị và các bạn và có thể dễ thấy nhất, đó là trong cái vụ kiện ly hôn. Chị X này, chị kết hôn ở tại quận 3, chị làm giấy chứng nhận kết hôn ở tại quận 3, làm đám cưới ở tại quận 3, sinh sống về làm dâu tại quận 3. Tuy nhiên rằng là trong cái quá trình sống chung như vợ chồng, chị phát sinh tranh chấp. Hiện tại rằng anh chồng của chị đang bỏ đi sinh sống và làm việc tại quận Thủ Đức, thì chị phải xác nhận là nơi cư trú của anh chồng, nơi cư trú của bị đơn là tòa án nhân dân huyện quận Thủ Đức, để tòa án nhân dân quận Thủ Đức thụ lý giải quyết vụ việc của chị. Thưa quý vị và các bạn, thông qua ba cái ví dụ, thứ nhất là ví dụ về thẩm quyền lãnh thổ trong cái vụ kiện thừa kế, thứ hai là thẩm quyền lãnh thổ tranh chấp hợp đồng thế chấp, tranh chấp hợp đồng tín dụng, thứ ba là tranh chấp vụ khởi kiện ly hôn, để cho chúng ta thấy rằng thông thường, không phải là tất cả các bạn ha, vụ kiện tranh chấp là nơi cư trú của bị đơn. Theo cái thuật ngữ nhà luật người ta gọi là thẩm quyền theo lãnh thổ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành. Video của tôi có hai phần. Thứ nhất là phần đọc tiếng Việt, thứ hai là phần về tiếng Anh. I am introduce myself. My full name is Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. I'm a lawyer in Vietnam. If you have a problem in Vietnam, contact with me. I have a description. I have a detail below. Thanks. Các bạn biết không? Khi chúng ta làm một luật sư giỏi thì chúng ta phải thuộc tố tụng. Vì đó là một trong những cái quy định mà khi chúng ta đi tư vấn, và đặc biệt là các bạn trẻ khi bước vào nghề thì chúng ta cần nên phải giỏi về tố tụng. Tố tụng nó như một cái xương sườn vậy đó. Nếu như chúng ta biết ở cái vị trí giống như bác sĩ á, chúng ta biết ở vị trí nào là tim, là gan, là phèo, là phổi, thì như vậy chúng ta sẽ biết được những cái quy định. Khi chúng ta thấy tới tòa, chúng ta bắt đầu ở giai đoạn nào? Giai đoạn đầu tiên đó là nộp đơn khởi kiện. Thì nộp đơn khởi kiện thì chúng ta có thể nộp bằng đường bưu điện hoặc đường trực tiếp. Trong cái đơn khởi kiện thì sẽ có tạm ứng án phí, thông báo thụ lý vụ án, rồi tới đo vẽ định giá hòa giải, như vậy đó các bạn. Và khi chúng ta trước khi nộp thì chúng ta sẽ chọn thẩm quyền, xác định cái quan hệ tranh chấp này là cái như thế nào.
và thẩm quyền. À, đối với cái vụ kiện dân sự này thì mình là hủy cái quyết định cá biệt, hay là bây giờ mình kiện về tranh chấp hợp đồng đặt cọc, hay kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Đó là một cái vấn đề mà chính bản thân tôi cũng phải học, và phải học ngay cả khi làm luật sư cũng phải học các bạn ạ. Nào, chúng ta tiếp với điều 39, thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ các bạn nhé. Điều 39, thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ. Thẩm quyền giải quyết của vụ án dân sự của tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau. Tòa án nơi bị đơn cư trú làm việc nếu bị đơn là cá nhân, hoặc nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những cái tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của bộ luật này. Các đơn sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu tòa án nơi cư trú làm việc của bị đơn nếu nguyên đơn là cá nhân, hoặc có trụ sở của nguyên đơn nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những cái tranh chấp về dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại điều 26, 28, 30 và 32 của bộ luật này. Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết. Thẩm quyền giải quyết việc dân sự của tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau. Tòa án nơi bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Tòa án nơi bị yêu cầu thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú, bị yêu cầu tuyên bố mất tích hoặc đã chết có nơi cư trú có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú, quản lý tài sản của người đó, yêu cầu tuyên bố một người đó mất tích hoặc đã chết. Tòa án nơi người yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế hành vi dân sự, hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, cư trú, làm việc có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự. Tòa án đã ra quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết. Tòa án nơi người phải thi hành bản án quyết định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của tòa án nước ngoài cư trú, làm việc nếu người phải thi hành án là cá nhân, hoặc nơi người phải thi hành án có trụ sở nếu người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức, hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành bản án quyết định của tòa án nước ngoài có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, hoặc không công nhận bản án quyết định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của tòa án nước ngoài. Tòa án nơi cư trú người gửi đơn làm việc nếu người gửi đơn là cá nhân, hoặc nơi người gửi đơn có trụ sở nếu người gửi đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết không yêu cầu công nhận bản án quyết định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Tòa án nơi người phải thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài cư trú làm việc nếu người phải thi hành là cá nhân, hoặc nơi người phải thi hành có trụ sở nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức, hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài. Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn trái pháp luật được thực hiện có thẩm quyền giải quyết yêu cầu việc hủy kết hôn trái pháp luật. Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản trong ly hôn, cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn,
thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. Tòa án nơi một trong các bên thỏa thuận về thay đổi trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì tòa án nơi người con đang cư trú có thẩm quyền giải quyết. Tòa án nơi cha hoặc mẹ người con chưa thành niên cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nuôi con sau khi ly hôn. Tòa án nơi cha mẹ nuôi con hoặc nuôi con cư trú làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi. Tòa án nơi tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng có trụ sở có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Tòa án nơi cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành án có trụ sở hoặc nơi có tài sản liên quan việc thi hành án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản để thi hành án, yêu cầu khác theo quy định của luật thi hành án dân sự. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ giải quyết yêu cầu liên quan đến trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. Tòa án nơi có tài sản thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam. Tòa án nơi người mang thai hộ cư trú làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ. Tòa án nơi cư trú làm việc của một trong những người có tài sản chung có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án và quyết định của tòa án. Tòa án nơi người yêu cầu cư trú làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. Tòa án nơi cư trú làm việc của người có yêu cầu thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, xác định cha mẹ cho con hoặc con cho cha mẹ theo quy định về pháp luật về hôn nhân và gia đình. Tòa án có trụ sở của doanh nghiệp có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết của hội đồng thành viên. Tòa án nơi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thỏa ước lao động tập thể có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể đó vô hiệu. Tòa án nơi xảy ra cuộc đình công có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ giải quyết yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển thực hiện theo quy định tại Điều 421 của bộ luật này. Trường hợp vụ án dân sự đã được tòa án thụ lý và đang giải quyết theo quy định của bộ luật này về thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ thì phải được tòa án đó tiếp tục giải quyết, mặc dù trong quá trình giải quyết vụ án đó có sự thay đổi về cư trú, trụ sở hoặc địa chỉ giao dịch tương tự. The court of the locality where a headquarter of enterprise is located shall have the jurisdiction to resolve the petition for cancellation of the resolution of the shareholder general assembly or a resolution of the member assembly. The court of locality where the labor contract last collective bargaining agreement in conclude shall have the jurisdiction to resolve the petition for declaration of such labor contract last collective bargaining agreement to be invalid. The court of the locality where the trial occurred
shall have the jurisdiction to resolve the petition for determination of the lawfulness of the tribe, while the territorial jurisdiction of the court in resolving the petition for redress of the error last vessel shall comply regulation in Article 421 of this code. 3. If a civil lawsuit had been accepted by a court and had been resolved according to regulation of this code on the territorial jurisdiction of court, but the resident headquarter or transaction place of the involved party is changed, such as a civil lawsuit shall be continually resolved by that court.